Chị quan khách, dạ, chú quý đồng đạo. Đồng đạo vừa đồng đạo Nguyễn. Thông qua quý vị vừa lắng nghe. Kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo đến đây để thần thông qua quyết định tuyên dương của Ban trị sự Trung ương. Hôm nay xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Thấm, trị sự viên Trung ương, phó ban từ thiện xã hội, phó trưởng ban ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang đến thông qua quyết định. Trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, kính thưa Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, cũng như Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo các tỉnh thành phố và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã phường thị trấn, kính thưa quý vị thiện tri thức và quý cô bác anh chị em đồng đạo kính mến. Và kính thưa quý vị thân bằng quyến thuộc của cô Út Võ Thị Đồng, thưa quý vị, tôi xin thông qua quyết định của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo về việc tuyên dương công đức cho cô Võ Thị Đồng, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban trị sự Trung ương số 212 năm 2022, An Hòa Tự ngày 5 tháng 4 2022, quyết định về việc tuyên dương trưởng ban Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo căn cứ công văn số 736 và 737 ngày 5 tháng 7 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận hiến chương và nhân sự của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ năm 2019-2024, căn cứ điều 28 chương 5 hiến chương của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, căn cứ đề nghị tuyên dương số 30 ngày 31 tháng 3 2022 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, xét đề nghị của hội đồng tuyên dương và có ý kiến thống nhất của Ban thường trực Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ngày 5 tháng 4 năm 2022 quyết định. Điều 1, tuyên dương cho đồng đạo Võ Thị Đồng, sinh năm 1942, địa chỉ khóm Vĩnh Quế, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có thành tích cùng Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo cấp cơ sở thực hiện tốt các hoạt động đạo sự, trong đó có đạo sự từ thiện xã hội ở địa phương trong 5 năm nhiệm kỳ của giáo hội. Điều 2, hình thức tuyên dương là bằng tuyên dương. Điều 3, các ông chánh văn phòng hội đồng tuyên dương và thân nhân của đồng đạo có tên ghi ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ký thay trưởng ban, phó trưởng ban Bùi Văn Đương ký tên và đóng dấu. Kính thưa quý vị, vừa qua thì chúng tôi đã thông qua toàn văn quyết định tuyên dương cho cô Võ Thị Đồng của Ban trị sự Trung ương đã ra, đã xong. Giờ phút này đến phần trao tặng bằng tuyên dương. Chúng tôi lễ phép trân trọng kính mời ông Nguyễn Huy Diễm, là phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Trung ương, trưởng ban phổ tiền giáo lý Trung ương đến trao bằng tuyên dương. Và chúng tôi trân trọng kính mời vị đại diện đồng đạo nơi tình yêu, đó là cô Giọt Cô Ngợi, để đến nhận bằng tuyên dương. Vậy trân trọng kính mời các vị.
Chúng tôi nhận thấy ông Nguyễn Huy Diễm, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Trung ương đã tiến lên phía trước là chuẩn bị trao bằng tuyên dương cho đồng đạo Đoàn Thị Bảy, tức là cô Ngợi sẽ nhận bằng tuyên dương. Đề nghị các quý vị minh ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn ông Nguyễn Huy Diễm, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Trung ương, trưởng ban cổ kỳ giáo lý Trung ương đã trao tặng bằng tuyên dương cô Đoàn Thị Bảy thay mặt cho nhóm tu ở tỉnh Liêu ở đây để nhận bằng tuyên dương cho cố đồng đạo Võ Thị Đồng đã xong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mời cô Nguyễn Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thị trấn Vĩnh Thạnh Trung có đôi lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Trân trọng kính mời cô. Xin kính thưa ông Nguyễn Huy Diễm, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Trung ương. Xin kính thưa ông Nguyễn Văn Thắm, Phó ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang. Xin kính thưa ông Trịnh Nhân Mót, trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, cùng các ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo cơ sở và các bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Hôm nay, ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang kết hợp cùng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Vĩnh Thạnh Trung tổ chức lễ trao bằng tuyên dương cho đồng đạo Võ Thị Đồng. Có thể nói đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của tổ chức giáo hội đối với các tín đồ tôn giáo nói chung và bà Võ Thị Đồng nói riêng. Như chúng ta được biết, bà Võ Thị Đồng là người con ưu tú của gia đình, một tín đồ tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo tiêu biểu, có lập trường vững chắc, quyết chí tu hành, giữ gìn giới luật, làm nhiều việc thiện để giúp đời, thực hiện theo giáo lý tứ ân mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, bằng cái tâm và tấm lòng của mình, cùng với các tổ chức giáo hội, bà Võ Thị Đồng đã tích cực vận động và đóng góp công sức hỗ trợ bà con, tuyên truyền vận động bà con trong và ngoài tín đồ chấp hành tốt chủ trương và pháp luật và các biện pháp phòng chống dịch do cấp trên và địa phương triển khai phát động, cùng nhau giúp đỡ hỗ trợ những bà con bị ảnh hưởng do dịch và còn nhiều nữa những đóng góp của bà con, của bà từ trong tổ chức giáo hội cho đến ngoài xã hội, được ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang và ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Vĩnh Thạnh Trung cùng toàn thể bà con tín đồ trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh Trung ghi nhận. Tuy nhiên, do tuổi già sức yếu nên bà đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 26 tháng 1 âm lịch, hưởng thọ 80 tuổi. Đây là niềm tiếc thương vô bờ bến, không chỉ của gia đình, người thân, bạn bè đồng đạo và cả ban trị sự Giáo hội Phật giáo thị trấn Vĩnh Thạnh Trung. Và chúng tôi, những người cán bộ đang công tác tại đảng bộ, chính quyền thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, thay mặt đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến với gia đình bà Võ Thị Đồng. Những việc làm tốt đẹp của bà sẽ mãi được ghi nhận trong tim của mọi người, mọi tín đồ, đồng đạo và cả tổ chức Phật Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng chính quyền địa phương. Xin gửi lời ơn cảm ơn sâu sắc nhất đến ban trị sự Trung ương, ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Vĩnh Thạnh Trung đã có sự quan tâm, ghi nhận, tuyên dương những đóng góp của bà Võ Thị Đồng. Rất mong gia đình bà Võ Thị Đồng, con cháu của bà sẽ nói tiếp truyền thống sống tốt đời đạt đạo, để cùng với tổ chức Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và địa phương chăm lo hỗ trợ cho bà con nghèo trên địa bàn. Theo đúng đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc của giáo hội đã đề ra, góp phần đảm bảo an ninh xã hội,